Xin chào quý vị và các bạn trở lại với Xe Đời Sống. Vâng, và có thể nói rằng một cái cảm xúc vô cùng đặc biệt, thực sự rất là ấn tượng. Và các bạn nhìn ngay phía sau mình đây, đó chính là Ferrari Puro Sangue. Và mới đây thôi, hồi tháng 9 năm 2022, mẫu xe này mới chính thức được ra mắt toàn cầu. Và như vậy là tới nay thì mới chỉ có 2 tháng thôi, thì Xe Đời Sống cũng đã có một cái cơ hội đặc biệt được tiếp cận tham gia vào cái sự kiện ra mắt Puro Sangue dành cho thị trường khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và cụ thể hơn, cái sự kiện ra mắt hôm nay là diễn ra tại Sydney ở Úc. Và đây là một cái trường đua ngựa hoàng gia rất là nổi tiếng ở Úc. Và với một cái phong cách hoàng gia quý tộc thì Puro Sangue vốn dĩ theo tên thuần chất đó chính là ngựa nòi, ngựa thuần chủng. Và diễn ra trong cái bối cảnh cái trường đua ngựa hoàng gia như này thì quả thực là cũng là một cái sự kết hợp rất là hoàn hảo. Câu chuyện của Puro Sangue thì có rất là nhiều những cái điều đặc biệt. Cái đặc biệt đầu tiên là Ferrari không gọi đây là một chiếc xe SUV. Tất nhiên là mỗi hãng người ta sẽ có những cái triết lý riêng, và Ferrari gọi đây là một chiếc xe gầm cao 4 cửa, 4 chỗ ngồi. Và chính xác thì đây cũng là mẫu xe 4 cửa 4 chỗ ngồi đầu tiên trong lịch sử của Ferrari. Vì trước nay Ferrari đã từng có một cái bề dày truyền thống tạo ra những cái mẫu xe 2+2, nghĩa là cũng 4 chỗ nhưng mà hai phía trước thì thoải mái rộng lớn, nhưng hai ghế sau thì nhỏ hơn, thì cũng là 4 chỗ nhưng mà hai cửa. Đó. Thì tất cả dựa theo những cái đúc kết, những cái tinh hoa kinh nghiệm cũng như là những cái giá trị, và bản thân là Ferrari đã từng tạo ra một cái sự kết hợp hoàn hảo giữa cái chất thể thao đặc trưng với lại cái sự tiện nghi, thì triết lý của Puro Sangue được tạo ra dựa trên nền tảng của rất nhiều những cái dòng xe 2+2, dòng xe GT. Và trong một cái xu thế mới của thời đại giờ đây, khi mà những cái dòng xe thể thao đa dụng gầm cao nó ngày càng phổ biến, thì buộc Ferrari cũng phải quyết tâm để đưa ra một cái sản phẩm như Puro Sangue. Và quả thực rất nhiều những cái khách hàng trên thế giới mong đợi một cái sản phẩm như thế này. Đây các bạn nhìn thấy không? Đây, nhìn cái kiểu mở capo của Puro Sangue đã thấy đó là một cái gì đấy thực sự khác biệt, những cái mẫu xe SUV khác không có. Tuy nhiên, cái giá trị mà khác biệt của Puro Sangue nó phải nằm ở cái đặc tính vận hành, về công nghệ, về thiết kế và cấu trúc, và nhiều thứ giá trị để tạo nên cái nền tảng của Puro Sangue. Thế thì cái sự khác biệt đầu tiên đó là một cái cấu hình nhá, gọi là cái cấu trúc về bố trí, về hệ động lực. Thế thì khác biệt so với những cái mẫu xe khác, với động cơ đặt trước nằm ở trên cái trục trước, thì Puro Sangue sử dụng một cái cấu hình động cơ đặt giữa trước, có nghĩa là động cơ sẽ được đặt dịch về phía sau một chút so với trục trước và đặt theo chiều dọc. Bên cạnh đó thì hộp số được chuyển dịch ra trục sau. Thế thì cái mục tiêu để thực hiện cái điều này đó chính là gì? Đó chính là tối ưu về cái khả năng phân bổ trọng lượng, với cái tỷ số phân bổ trước sau là 49% và 51%. Các bạn thấy đây gần như là một cái tỷ lệ rất là lý tưởng, rất là tuyệt vời. Và cái điều này nó có một cái vai trò, một cái tác động rất là quan trọng đến cái đặc tính vận hành của cái chiếc xe, nhất là cái khả năng cân bằng ổn định khi vào cua. Và với nó lại càng trở nên quan trọng đối với lại một cái mẫu xe thể thao gầm cao đa dụng như Puro Sangue. Cái điểm thứ hai, một cái sự khác biệt thực sự, đó chính là Ferrari trang bị cho Puro Sangue một cái động cơ V12 hút khí tự nhiên, dung tích lớn, dung tích 6.5 lít. Và lại nói về động cơ V12 thì quả thực rất là nhiều người đam mê cũng như là cho rằng là Ferrari sở hữu một cái khối động cơ V12 thì nó như một cái trái tim, một cái đặc thù rồi. Trước khi mà chuyển sang một cái thời đại mà điện khí hóa, thì có thể nói những cái mẫu xe V12 là những cái mẫu xe đầu bảng của Ferrari. Đương nhiên là về sau này khi mà công nghệ điện khí hóa, ví dụ các bạn có thể thấy như là SF90 Stradale, thì nó cũng là trở thành một cái mẫu xe flagship mới. Nhưng trong cái thời đại điện hóa thì nhờ cái công nghệ hybrid nên có thể sử dụng những cái động cơ dung tích nhỏ hơn. Chứ còn thực ra một cái truyền thống rất là lâu đời, một cái di sản trong 75 năm thì những cái động cơ V12 có một vai trò thực sự rất là quan trọng. Và Puro Sangue này cũng khác biệt so với những cái đối thủ khác đang sử dụng máy V8 tăng áp, thì đây là một cái động cơ V12.
Đây là một cái thứ mà furry muốn duy trì để tạo nên một cái sự khác biệt và một cái sự hấp dẫn cho một cái sản phẩm mang thuần khiết những cái tố chất, gọi đúng nghĩa như kiểu cái tên Puro Sunway là thuần khiết hay là ngựa nòi. Đúng là ngựa nòi, động cơ V12. Giống như nhiều những cái mẫu xe 2+2 mà trong lịch sử Ferrari đã có, ngay cả từ 612 Scaglietti cũng như là Ferrari FF hay là Ferrari GT4 Lusso đều sử dụng động cơ V12. Và cái động cơ V12 hút khí tự nhiên của Ferrari Puro Sunway thì đạt được một cái mức công suất là 725 tạ vòng tua, 7750 vòng phút. Moment xoắn là 716 Nm tại 6250 vòng phút. Tuy nhiên, cái moment xoắn đạt được 80% moment xoắn tối đa ngay từ cái giải vòng tua thấp 2100 vòng phút. Một cái điểm ấn tượng nữa là cái động cơ V12 này có vòng tua cực đại lên tới 8250 vòng phút. Thì Ferrari cho rằng là cái việc mà đẩy một cái vòng tua lên hoạt động ở cái giải tua cao như thế thì vốn nó tạo nên một cái sự phấn khích và một cái sự mà một cái dấu ấn rất là đặc biệt, một cái trải nghiệm, một cảm giác lái rất là đặc biệt và nhiều người thích. Bên cạnh đó thì cũng đến từ những cái cảm xúc từ những cái hệ thống xả đặc thù để tạo ra những cái tiếng nổ, những cái âm thanh đặc trưng của một cái động cơ V12 truyền thống bao nhiêu năm nay Ferrari. Và các bạn biết thì Ferrari thường những cái động cơ, những cái sáng tạo, những cái thiết kế động cơ của họ luôn là một trong những cái thứ rất là quan trọng để tạo nên cái sức hấp dẫn đối với lại một cái mẫu xe Ferrari. Và Puro Sunway vẫn sử dụng một cái động cơ V12 như thế. Và kết hợp với động cơ V12 thì là một cái hộp số ly hợp kép 8 cấp. Hộp số ly hợp kép 8 cấp này thì cũng đã từng được Ferrari sử dụng trên một số những cái sản phẩm thế hệ mới của hãng, ví dụ như là SF90, Stradale hay là 296 GTB. Các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ khác biệt một chút so với lại những cái hộp số 7 cấp. Thì hộp số 8 cấp sẽ có những cái bước số nó ngắn hơn. Và cái mục đích là Ferrari muốn tạo, mặc dù nó vẫn là một cái chiếc xe thể thao tốc độ với những cái tố chất đặc thù của Ferrari, nhưng mà nó sẽ đáp ứng cái việc chuyển số, nó sẽ có êm ái, nó sẽ tiện nghi hơn. Và bản thân là cái tính tiện nghi cho những cái người ngồi ở trong xe, trong chiếc Puro Sunway cũng là một cái yếu tố quan trọng mà Ferrari muốn hướng tới, cũng đặt mục tiêu khi mà phát triển sản phẩm Puro Sunway. Thực ra thì nói về cái câu chuyện là Puro Sunway có cạnh tranh với những cái mẫu xe SUV mà gọi là siêu SUV hay là super SUV khác như Lamborghini Urus, Aston Martin DBX hay là Bentley Bentayga hay không, thì quả thực theo cái góc nhìn của mình thì rõ ràng là cái mẫu xe này sẽ có những cái tệp khách hàng rất là riêng. Và khi mà mình nói đến một cái điểm này, có rất nhiều người chắc chắn họ cũng sẽ cảm thấy, có thể sẽ thấy ngạc nhiên. Bởi vì sao? Bởi vì tại Việt Nam rất nhiều chủ xe, những cái mẫu xe SUV gọi là đắt tiền hoặc có thể gọi là siêu SUV, ví dụ như Urus hay DBX, thì thử hỏi xem là có bao nhiêu người dùng cái xe đấy để đi vào những cái địa hình hiểm hóc, đi vượt sình lầy hay là vượt đồi cát không? Có không? Mình đoán chắc chắn là 99% là không có chủ xe nào sử dụng cái mẫu xe siêu SUV để đi vào những cái địa hình như thế. Ferrari không cần quá tập trung đến những cái đặc tính đi địa hình off-road cho Puro Sunway và thay vào đó dồn mọi thứ để làm cho cái chất thể thao tốc độ, làm cho cái DNA cũng như là cái đặc thù, đặc trưng, những cái chất tinh hoa của Ferrari vẫn được gìn giữ ở trong cái chiếc này. Mặc dù nó là một cái chiếc xe thể thao gầm cao nhưng vẫn có cái chất thể thao. Cái vị trí của ghế ngồi lái ở trong cái chiếc Puro Sunway nó cũng được hạ thấp hơn. Và theo Ferrari giải thích thì cái việc mà hạ thấp cái trọng tâm của cái ghế ngồi nó giúp cho người ngồi trong xe, người lái cũng như là người ngồi trong xe có một cái cảm xúc gắn kết gần gũi giữa người lái và cái chiếc xe hơn, đặc biệt là theo thiên hướng góc nhìn về thể thao tốc độ. Ngoài ra thì vẫn còn một số những cái điểm mà mắt có thể nhìn thấy ngay, ví dụ như là về mặt thiết kế các bạn nhìn thấy một cái nắp capo mở ngược lên như kia. Và cái điểm thứ hai đó là gì? Đó là cái thiết kế cửa sau mở ngược. Một số người thì quen
những cái mẫu xe của Rolls Royce thì gọi là cửa kiểu Rolls Royce. Tuy nhiên là ở đây nó là một cái cửa mà nó tạo nên một cái cảm giác gọi là cảm giác chào mừng ấy, welcome, đó, mở ra. Và khi mà thiết kế mở như thế thì nó cũng giúp cho cái việc vào ra ở bên trong cái chiếc xe này nó trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Thì phải nói là cái cảm giác ở đây nó rất là khác. Các bạn sẽ cảm thấy nó dễ bị cái chiếc xe này nó thuyết phục hơn rất là nhiều nếu mà chỉ nhìn ở trên hình ảnh hay là video ở trên mạng. Quả thực nó là một cái thiết kế cái rất là đẹp, rất là mềm mại. Những cái đường nét về tạo hình như là kết hợp hài hòa cái yếu tố khí động học trên cái chiếc xe này đẹp lắm. Và cũng có thể mô tả nó như đúng cái chất mà gọi là ngựa nòi thuần chủng của Ferrari được thể hiện, được tái hiện bằng rất nhiều những cái sự kết hợp gắn kết giữa quá khứ và hiện đại trên những cái dòng sản phẩm đặc thù của Ferrari. Ferrari vẫn thiết kế Puro Sangue là một cái chiếc xe gầm cao thì để đáp ứng được có thể đi một số những cái địa hình gọi là địa hình nó hơi xấu thôi. Ngoài ra thì trong cái đặc tính vận hành của Puro Sangue có rất nhiều những cái công nghệ hiện đại mới. Mình lấy ví dụ như là một cái hệ thống lái độc lập 4 bánh, 4 wheel steering. Một cái quan trọng, thực sự rất là quan trọng đối với lại Puro Sangue đó chính là hệ dẫn động 4 bánh. Và cái hệ dẫn động 4 bánh này thì là một cái phiên bản mà được cải tiến hoàn thiện dựa trên cái hệ thống đã được áp dụng cho cái dòng xe GTC4 Lusso mà đã từng quen thuộc với nhiều người. Tiếp đến một cái công nghệ phải nói là lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới, đó chính là nhờ Ferrari kết hợp với lại Multimatic tạo ra một cái hệ thống treo chủ động tùy biến linh hoạt kết hợp giữa động cơ điện chấp hành với lại các van thủy lực. Và đây có thể nói là nó chủ động, nó thông minh, là cái phản ứng nó nhanh nhạy tức thời và nó có những cái thuật toán điều khiển để làm cho cái chiếc xe này nó vừa tối ưu giữa cái độ cứng vững của cái thể thao, hiệu suất cao nhưng vẫn đảm bảo được cái chất êm ái tiện nghi. Các bạn cũng nhìn thấy không? Cái mâm trước tiêu chuẩn nhá, mâm trước là mâm 22 inch và mâm sau là 23 inch. Thì đây cũng có lẽ là một cái điểm mà lưu ý khi mà tại Việt Nam thì đôi khi mặt đường xấu hoặc gặp những cái ổ gà các thứ gì đấy thì nó cũng là một cái yếu tố rất là đáng lưu ý. Và việc sử dụng cái mâm 23 inch thì cũng có nghĩa là không nên sử dụng cái chiếc xe này đi vào những cái cung đường quá xấu, rất dễ bị tổn hại đến cái mâm. Nếu mà nói về mặt thị giác và ở góc độ một cái chiếc xe thể thao đúng thuần chất thì phải nói là cực kỳ đẹp và cân đối hài hòa với tổng thể của cái chiếc xe. Nhìn về mặt tổng quan thì cũng thấy là Puro Sangue nó có phần gọi là nó hơi thuôn dài ra chứ nó không phải là gọn gọn lại cao cao như một số những cái mẫu xe khác. Các bạn nhìn thấy không? Và cái chiếc xe này có chiều dài lên tới 5m, trục cơ sở hơn 3m và độ rộng là cũng hơn 2m, đảm bảo trong cái không gian rất là rộng rãi. Và bên trong thì cũng là một cái thiết kế nội thất hiện đại theo cái ngôn ngữ mới, chiết lễ mới của Ferrari. Bên phía hành khách trước cũng có một cái bảng đồng hồ hiển thị những cái chức năng hoặc điều khiển cái gì đấy. Nói chung rất nhiều những cái thứ về cái những công nghệ hiện đại, hoặc là ví dụ nói đến giải trí thì có một cái hệ thống âm thanh đỉnh cao Burmester 21 loa, cũng là một trong những cái hệ thống phải nói là Ferrari lại dày công nghiên cứu kết hợp với Burmester để tạo ra để phù hợp cho cái chiếc xe này, có nghĩa là làm cho cái đáp ứng nhu cầu giải trí trên những hành trình đường dài thú vị hơn. Rồi, nói chung là rất là nhiều thứ mà muốn nói với các bạn nhưng mà cũng trong một cái sự kiện, một cái thời lượng nó cũng có hạn nên là nhấn với các bạn một vài những cái điểm ở trên Puro Sangue. Các bạn có thể thấy được chiếc xe ở đây khi có điều kiện mà đúng tiếp cận trực tiếp như thế này thì phải nói là rất là tuyệt vời, và cái cảm xúc của nó trực quan mà nó rõ ràng hơn, quả thực rất là hấp dẫn. Sự kiện hôm nay thì chỉ là trưng bày ra mắt thôi, cũng chưa có dịp được trải nghiệm, thì hứa hẹn là cái trải nghiệm của chiếc xe này nó sẽ vô cùng là phấn khích. Và những khách hàng đầu tiên ở tại thị trường Việt Nam thì cũng đã rất là nhiều người quan tâm theo chia sẻ từ đơn vị với xe đời sống, thì cũng đã rất nhiều khách hàng quan tâm và đặt hàng cho cái mẫu xe Puro Sangue này, bởi vì nó có quá nhiều thứ hấp dẫn. Không biết là nếu các bạn mà thấy Puro Sangue hấp dẫn như thế nào, các bạn có thể để lại những cái bình luận xuống bên dưới video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video về sau.